gió hay, quỷ đầu một con. Của người dân, một ly rượu vang, của Rick, một ly cocktail mặt hà. Của tôi đâu nè. Chúc cả ba ngon miệng. Ê, uống gì vậy? Kêu ơi. Gì nữa đâu nè. Tôi đây, kêu tôi ra đây, có chuyện gì không hả ma nè? Có trà sữa ở đây không nè? Ở đây không có. Thì đi lấy đi nè. Nó rất là mắc. Ok luôn nè. Được rồi, tôi đi. Nhanh đi nè. Ok luôn nè. Đây là nhà của tụi mình, đã bị bọn xấu xa chiếm lấy. Con hãy tiêu diệt tất cả bọn nó. Nhanh lên nha con, chúng ta còn phải xử bọn 404 và gangster nữa đó. Gió mày, quỷ. Hả? Ai vậy? Đứa nào vậy nè? Mày là cái thằng nào mà dám cầm cái rìu xông vào quán rượu người ta hả? Nói, mày là thằng nào? Mày em khinh thường tao mày không trả lời hả? Mấy cái hàng lóc chốc lanh chanh như mày hả? Là tao cho cái chai vô đầu. Trời ơi, nghe quanh nè, nghe quanh nè. Sợ quanh nè, sợ quanh nè. Bao cảnh sát đi nè, bao 113 đi nè. Nhanh lên nữa, bao. Ủa gì vậy? Đã hết tập này rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shop áo thế vũ.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều.